từng là một vị hoàng đế đức cao vọng trọng, một kẻ kiêu hãnh đứng trên đỉnh của sự bất tử. Thế nhưng khi chỉ còn cách sự vĩnh hằng đúng bằng một khoảnh khắc, Azir lại bị sát hại ngay trong chính nghi thức thăng hoa của bản thân. Cái chết của nhà vua đã kéo theo sự diệt vong của cả một vương quốc vốn rất đỗi hưng thịnh và huy hoàng. Câu chuyện của Surima chắc hẳn đã khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của quỷ vương Faker trong trận chung kết với Samsung Galaxy vào 6 năm về trước. Khoảnh khắc sở xích tội lỗi được tung ra, nó vùi chôn tất thảy mọi hào quang và hy vọng. Faker gục ngã, SKT T1 tan vỡ, vinh quang của kẻ chiến thắng được thiết lập trên đống tàn tích đổ nát của một vương triều đỏ vốn đã từng rất rạng rỡ và trác tuyệt. Hình ảnh Faker ôm mặt khóc nức nở sau trận chung kết 2017 thực sự đã trở thành một mảng ký ức đầy khắc khoải trong tâm can của những ai yêu mến anh. Tại thời điểm đó, đã có những người quay lưng lại với Faker và SKT T1 bởi họ không tài nào chấp nhận được cảm giác đức tin và tượng đài mà mình luôn ngưỡng vọng lại đang sụp đổ ngay trước mắt. Bạc nhược, yếu đuối, tệ hại, vô vàn những từ ngữ khó nghe công kích thẳng và thất bại 0-3 đầy bất lực của Faker và đồng đội. Thế nhưng, giữa tâm bão của sự chỉ trích, vẫn còn rất nhiều người đặt trọn tình cảm của mình ở nơi quỷ vương. Họ gọi lớn tên anh và cất cao tiếng hát. Huyền thoại sẽ không bao giờ chết đi, nguyện dõi theo hành trình của cậu, để mỗi bước đi là một bài thánh ca vang vọng mãi đến ngàn sau. Legend Never Die, lời sấm truyền về sự kết thúc của một huyền thoại, giờ lại trở thành khúc hát của niềm tin và hy vọng. Và người ta luôn hoài mong mỏi rằng nhất định sẽ có ngày vị hoàng đế vĩ đại trong tín ngưỡng của họ sẽ trở về lại với ngai vàng. Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. Delight lại lao vào tìm kiếm Vuma Yuzi. Vuma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Chớp mắt đã 6 năm trôi qua, Liên minh huyền thoại thế giới đã chứng kiến biết bao lần thay triều đổi đại. 2018, Invictus Gaming lên ngôi vô địch, qua đó đưa khu vực EPL lần đầu tiên đặt chân vào đại sảnh danh vọng. 2019, FunPlus Phoenix nối tiếp khúc ca Phượng Hoàng, trở thành biểu tượng sức mạnh và sự thống trị của Trung Hoa trong kỷ nguyên độc tôn. 2020, Damwon Gaming phục hưng di sản của LCK, thành công đưa Summoner Cup trở về lại với thánh địa. 2021, những chàng hiệp sĩ Ngân Long đưa EDG lên ngôi vô địch, bảo chứng cho vinh quang bất tận của đại lục. 2022 là vũ điệu cuối cùng của Dev, là thiên truyện cổ tích đẹp đẽ giữa đời thực, được dệt nên bởi chiến ý ngoan cường của rồng xanh Diax. 6 năm dài đằng đẵng, không một giây phút nào người hâm mộ ngừng mơ về khoảnh khắc nhà vua trở về ngai vàng. Trong tiềm thức đã trót đắm say hình ảnh của một bậc đế vương kiêu dũng, đầu đội mão gai, tay nâng đỏ hồng thẫm sắc, thì dẫu hào quang của kẻ khác có rực rỡ bao nhiêu cũng không thể sánh bằng một phần vạn. Bẻ bàn thay, trong suốt 6 năm qua, SKT lẫn T1 sau này vẫn chưa thể một lần chạm tay vào chức vô địch thế giới. Tổ chức vĩ đại nhất liên tiếp chìm vào những đợt khủng hoảng kéo dài. Nghiêm trọng nhất có lẽ là việc họ không thể mang về một tấm vé đến chung kết thế giới vào những năm 2018-2020. Hàng loạt những huyền thoại rời đi khi không thể chịu được những áp lực nặng nề từ bố rìu dư luận. Lớp trẻ được bồi dưỡng, được trao cơ hội nhưng vẫn không thể đảm đương sự ủy thác. Mặc cho kẻ đến người đi, Faker vẫn mãi ở đó, như một thành trì bất biến, bảo chứng cho vinh quang của tổ chức. Anh là bộ não, là trái tim và cũng chính là linh hồn của tập thể T1. Thời gian phủ bụi lên những di sản hoa lệ khiến nó trở nên cũ kỹ và tầm thường trong ánh mắt của những người chưa từng được chứng kiến. Faker ngày xưa khủng khiếp thế nào? SKT T1 thời hoàng kim bất bại ra sao? Điều đó dường như không còn quan trọng nữa, vì với họ, nó chẳng khác nào những điển tích, những câu chuyện cổ xưa đã bị vùi lấp bởi dòng chảy của niên đại. Họ chỉ nhìn thấy một Faker tay chân không còn nhanh nhẹn, một T1 liên tiếp thất thủ hết lần này đến lần khác. Không dưới 100 lần người ta đặt ra sự hoài nghi về phong độ của Lee Sang-hook. Không dưới 1000 lần người ta muốn anh rời khỏi ghế thi đấu để nhường lại hào quang cho lớp trẻ. Không dưới 1000 lần người ta cho rằng anh ích kỷ, chấp niệm theo đuổi danh hiệu dẫu cho bộ sưu tập thành tích đã quá đủ trọn vẹn. Thế nhưng, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn Faker ngồi dự bị, hay mới đây nhất là phải tạm nghỉ thi đấu vì chấn thương tay, trong lòng của tất cả dường như đã có được đáp án. Không có Faker, T1 như rắn mất đầu. Họ liên tiếp trượt dài trên bảng xếp hạng thành tích, thậm chí suýt nữa đã không thể tham dự playoff. Thật tàn nhẫn khi bắt Faker tận mắt chứng kiến đế chế huy hoàng, rực rỡ mà anh đích thân gầy dựng, từng bước tiến đến bờ vực tàn lụi. Nếu T1 vẫn chưa thể tìm kiếm được một thế hệ truyền thừa xứng đáng, có lẽ khi ấy, quỷ vương vẫn chưa thể yên tâm giải nghệ. Vai trò của Faker vừa là thủ lĩnh tinh thần, vừa là thủ lĩnh chiến thuật. Và khi anh trở lại, như một lẽ dĩ nhiên, T1 lập tức được nâng tầm về đúng với vị thế của một đội hàng đầu.
Thời khắc lịch sử T1 2022 hoàn thành chức vô địch quốc nội với thành tích bất bại, đó cũng là lúc mà người hâm mộ tràn đầy niềm tin và hy vọng vào tương lai của đội tuyển. Ở những chàng thiếu niên tài năng, xuất chúng như Z, Honor, Gumayusi, Keria, đâu đó phảng phất hình bóng của những huyền thoại từng sát cánh cùng Faker. Đã quá lâu rồi, người ta chờ đợi để được nhìn thấy khí phách ngút trời của chiến đội SKT T1 2015. Và hiện tại, không phải họ thì không một ai khác có thể làm được điều đó. Đội hình trẻ của T1 đã thể hiện một bộ mặt vô cùng ấn tượng. T1 càng quét ở tất cả các hạng mục và bảng xếp hạng của những giải đấu mà họ tham dự. Đáng buồn thay, nó không bao gồm việc chiến thắng ở trận chung kết. Những năm tháng qua, đã có thời điểm Faker và T1 chạm rất gần đến hào quang của nhà vô địch. 5 lần tiến vào chung kết của những giải đấu lớn để rồi bị đánh bại ở cả 5 lần. Ký ức đau thương một lần nữa được gợi nhắc khi người ta chứng kiến Faker thẫn thờ nhìn Keria bật khóc sau thất bại trước Diaz. Mất 5 năm để Quỷ Vương trở lại với sân khấu chung kết của giải đấu giành giá nhất, nhưng anh vẫn không tài nào thay đổi được kết cục. Faker nhìn Keria hệt như nhìn chính bản thân mình thuở xưa. Một chàng trai trẻ chơi vơi giữa sự ngổn ngang của khát khao và hoài vọng, giữa đau khổ và tiếc nuối. Những giọt nước mắt ấy là sự vỡ òa của cảm xúc bị đè nén bấy lâu, là sự giải tỏa trong vô thức của cơ thể khi đối mặt với một biến cố đau buồn. Lù muốn nói rằng những giọt nước mắt ấy không có gì để chê cười hay xấu hổ, ngược lại càng đáng được trân trọng bởi lẽ nó là hiện thân của một tinh thần thể thao đẹp đẽ, chân chính, nơi mà các tuyển thủ đã cống hiến bằng trọn trái tim của mình. Nếu hỏi rằng Faker có cảm thấy buồn không, câu trả lời chắc chắn là có. Dù rằng không có thất bại nào mà Faker chưa từng trải qua, nhưng với một con người luôn nỗ lực chiến đấu bằng hết khả năng, luôn đặt trọn sự nhiệt huyết để duy trì ngọn lửa động lực cháy rực trong suốt một thập kỷ, Faker chắc chắn đau lòng hơn bất cứ ai. Nhưng khi ở cương vị của một người anh cả là điểm tựa tinh thần của toàn đội, Quỷ Vương không thể cho phép mình gục ngã. Dẫu cho lòng tin và ý chí bị thử thách hết lần này đến lần khác, người ta chỉ thấy một Faker kiên cường hơn, bản lĩnh hơn qua từng ngày. Sau những thất bại liên tiếp trong 2 năm qua, có lẽ người hâm mộ đã bớt đi nhiều kỳ vọng vào đội tuyển. Đôi lúc thắng thua cũng không còn quan trọng bằng việc được nhìn thấy Faker tiếp tục thi đấu dưới màu áo T1. Một lần là quá đủ để người hâm mộ phần nào hình dung ra viễn cảnh Faker không còn thi đấu trong khoảng thời gian Bobby tạm thay thế vị trí của anh. Thành tích sa sút của đội tuyển chỉ là một phần rất nhỏ. Thứ cảm giác rỗng tuếch và nhạt nhẽo khi đường giữa không còn là Faker mới là điều quan trọng nhất. Một thập kỷ ngự trị ở đỉnh cao, sức ảnh hưởng của Quỷ Vương đã to lớn đến nỗi không thể nào thay thế được. Cứ ngỡ rằng tấm huy chương vàng ASIAD danh giá đã đặt một dấu chấm viên mãn cho cuộc hành trình của Faker trong năm nay. Bởi với trận thua 0-3 trước Genji trong trận chung kết LCK mùa hè 2023, người ta không nghĩ rằng đội hình bất ổn của T1 hiện tại có thể làm nên chuyện tại kỳ chung kết thế giới vốn rất khốc liệt. LBL, khu vực vừa bảo toàn thành tích thống trị MSI, đang cho thấy một khí thế vô cùng áp đảo. Dẫn đầu là Super Team Jindong đang trên cuộc hành trình hướng đến Grand Slam đầu tiên của Liên minh Huyền Thoại. Liên tiếp rơi vào bảng đấu khó khi chạm trán những đối thủ sừng sỏ, cũng là lúc mà bản lĩnh bên trong các tuyển thủ được trỗi dậy. Nội tại diệt LBL của Quỷ Vương được kích hoạt. T1 liên tục lập nên chiến công khi đã bại BLG, hạt giống số 2 LBL với tỷ số 2-0 tại vòng Thụy Sĩ. Triệt hạ Kỳ Lân Tô Châu Li Ninh với tỷ số 3-0 tại tứ kết. Qua đó gánh trên vai sứ mệnh LCK Last Hope khi là hạt giống cuối cùng của Hàn Quốc còn trụ vững giữa vòng vây của ba đội LBL. Trong suốt 12 năm qua, ngoại trừ Samsung Y, vẫn chưa có một đội tuyển Liên minh Huyền Thoại Hàn Quốc nào có thể đăng quang trên chính sân nhà. Những cụm từ Incheon No Korea, Thư viện Busan gắn liền với những ký ức đáng quên của các mùa giải quốc tế mà LCK đăng cai tổ chức. Thế nên kể từ khi có thông tin chung kết thế giới 2023 sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc, khẩu hiệu Not In My House trở thành keyword của chuỗi chiến dịch quảng bá. Giờ đây, Seoul đứng trước nguy cơ trở thành vũ đài nội chiến của LBL. Chính T1 đã đứng ra để dập tắt đi những ảo mộng huyễn hoặc. Nên nhớ rằng, tại chung kết thế giới, cứ mỗi khi một đội tuyển LBL sắp chạm tay đến sự vĩ đại, họ chắc chắn sẽ không thể được toại nguyện nếu vẫn còn đó sự ngự trị của Quỷ Vương. Và Jindong cũng không phải ngoại lệ. Tại chung kết thế giới 2023, chính Asia của Faker với cú phân chia thiên hạ 4 người đã khiến Jindong nhận lấy thất bại đầy cay đắng. Một năm sau, kết cục vẫn không thay đổi. Khóa vào lựa chọn hoàng đế sa mạc Surima, Faker chấm dứt con đường hoàng kim của Jindong, đập tan niềm kiêu hãnh lớn nhất của LBL ở vào thời điểm hiện tại. Thời khắc Quỷ Vương sử dụng phân chia thiên hạ đẩy Ruler vào hiểm cảnh, đưa T1 trỗi dậy từ cõi chết. Mọi hồi ức dông dài trong 6 năm qua dường như được thu ngắn lại trong một bức ảnh. Sau 6 năm bị phong ấn dưới sở xích tội lỗi của Ruler, cuối cùng hoàng đế của chúng ta đã có thể chính tay cởi bỏ nó để viết tiếp chặng đường vinh quang của riêng mình. Trên thế giới không có bất kỳ một chuẩn mực nào quy ước về sự vĩ đại của một cá nhân hay tổ chức.
Brazil 5 lần vô địch World Cup hay Lionel Messi giành được 8 quả bóng vàng. Tất cả đều lấy thành tích cao nhất để làm thước đo và đích đến. Liên minh huyền thoại cũng tương tự, khi Faker và T1 có được danh hiệu vô địch thế giới thứ tư, tuyển thủ vĩ đại nhất và tổ chức vĩ đại nhất là điều không cần phải bàn cãi. Chỉ cần một thành tích vô địch thế giới nữa, họ chắc chắn sẽ tạo nên một ranh giới bất khả bứt phá đối với phần còn lại của trò chơi. Trước khi chung kết thế giới 2017 kết thúc, Koma từng bảo rằng anh sẽ nghỉ hưu khi có được danh hiệu vô địch thứ tư cùng đội tuyển. Sau này, khi trở thành huấn luyện viên trưởng của Dam World, đứng trước cơ hội rất lớn để hiện thực hóa giấc mơ, Koma lại một lần nữa thất bại. Faker và Bengi cũng tương tự như vậy, dù đã tiến đến trận chung kết ở bất cứ vai trò gì, đối đầu với một đối thủ được đánh giá yếu hơn, nhưng họ vẫn liên tiếp gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Vô địch lần thứ tư chẳng khác nào phải thực hiện một nghi thức thăng hoa để xóa bỏ ranh giới giữa người và thần. Vũ trụ luôn đưa ra lời thách thức, chỉ những ai xứng đáng mới có thể chạm tay vào vĩnh hằng. Thiên ý đã sắp đặt, định mệnh đã an bài. Giờ đây, khi không còn ai có thể đủ sức ngăn cản, đó cũng là lúc quỷ vương hoàn thành ước nguyện lớn nhất của cuộc đời mình. Trẻ con sa mạc truyền tai nhau bài đồng dao. Xương rồng đơm lá đơm hoa, nước đông đầy trên cao nguyên đá, là ngày hoàng đế trở về nhà. Người Surima luôn mơ về thời khắc tái sinh của nhà vua, và cuối cùng, ngày đó đã trở thành sự thật. Hào quang mặt trời bất diệt rót xuống, ban cho Asia sức mạnh. Ngài nhấc tay, thành phố rủ bụi đứng dậy từ lòng cát. Đĩa mặt trời lại xuất hiện trên bầu trời và điện thờ tràn ngập trong ánh sáng. Lu và các bạn giờ đây cũng có cùng một giấc mơ, đó là được chứng kiến Faker chinh phục thành công cột mốc cao nhất của Liên minh huyền thoại với 4 chức vô địch thế giới. Nhìn quỷ vương hạnh phúc đăng quang trên chính sân nhà trong tiếng hò reo và chúc phúc của những người đồng bào thân thương vốn luôn xem anh là quốc bảo. Giấc mơ ấy nhất định sẽ trở thành hiện thực. Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2023, mừng ngày trở về, hoàng đế. Surima, your emperor has returned.